Ui, này, em bảo đây, cái chị Ngọc Châu này ấy, có đôi mắt đẹp ấy, đẹp hút hồn luôn y như em vậy. Anh nhìn mà xem. Mỹ Hồng, em có thể giữ lại cho mình một chút liêm sỉ được không ạ? Người ta đừng được là tân hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Còn em là ai ạ? Em là một con bé nhân viên văn phòng. Cái đôi mắt của em ấy thâm xì xì ra đấy. Cái lòng đen thì còn to hơn cả cái lòng trắng. Em đi khám đi, tiện thể khám một thần kinh nữa nha. Hoàng nói chỉ có chuẩn thôi. Chị ơi này, đôi mắt, nụ cười, khuôn mặt, ôi chuẩn đét luôn. Nhưng mà khác mỗi chị bị dính deadline nhiều quá, không có thời gian để đi thi đâu. Không, chị đoạt giải chắc luôn. Cả chị đấy, chị Thu ạ. À, gớm, nhìn chị có tí nào là hoa hậu không ạ? À? Cái miệng thì như cái máy xay sinh tố ấy. Chị sắp xay nát cái chỗ đồ ăn này rồi đấy. Chị Hậu làm sao ấy? Mày kia đâu, mày kia đâu? Làm sao là làm sao? Là mất năng lực hành vi dân sự đấy. Là bị ngốc nghếch đó cô bé ơi. Rồi đất ạ. Cái sự ngốc nghếch của mọi người ấy dẫn đến những cái hậu quả rất là nghiêm trọng luôn. Hậu quả nghiêm trọng gì? Em chả làm cái tội tình gì cả. Cái tội tình của em ấy là ảo tưởng quá là nhiều. Ngày nám cũng ảo tưởng. Nên lúc mà anh nghe những cái câu chuyện đấy xong giết anh bị ảnh hưởng tâm lý rồi đây này. À, cậu bé, em nghĩ rằng em không ảo tưởng bản thân mình hay sao? Nhưng chẳng qua là em biết rằng bản thân mình chẳng có cái gì để mà mơ mộng cái gì này cả. Ừ, đâm ra em không ảo tưởng được thế thôi. Chị Thu nói quá là đúng luôn. Yeah. Này, cho em một miếng. Các em cũng xem hậu à? Dạ. Anh có cái này hay lắm, muốn thông báo cho mọi người biết đấy. Chép đừng bảo là chậm lương đấy nhá. Ghê mà em nghèo lắm rồi. Không phải chậm lương. Mà đây là cơ hội để các em có thể được tung hô như minh tinh trên màn điện ảnh. Đấy, ta có cơ hội được nhận tiền thưởng đấy. Sếp, có chương trình gì để đi thi ạ? Sếp tổng vừa thông báo với anh là công ty chúng ta đang tìm một gương mặt đại diện để chụp ảnh trang bìa quảng cáo, review các sản phẩm. Rồi! Đây gọi là cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ phiên bản công ty. Tôi đã nói là thời tới rồi mềm. Thôi, các em cứ bình tĩnh nhé. Thời gian cho các em chuẩn bị là 1 tuần. Đấy, nên là tranh thủ một tập luyện đi. Còn bây giờ, đi làm việc nhá, anh đi đây. Anh chào sếp. Thời tới rồi, giảm cân thôi. Anh thấy em cái vóc dáng của em gầy như thế này đã đủ làm mà minh tinh cho cái trang bìa công ty mình chưa? Chưa. Chê. Mà chị Thu này, chị định tham gia cái chương trình Hoa hậu đấy thật à? Thật mà. Chứ tự dưng bây giờ ông trời ban cho cái nhan sắc như thế này mà không đi thi cũng là phí của trời ra đúng không? Nhưng mà này, em cũng muốn thi ấy. Thế chị em mình lại là đối thủ à? Hả? Mà thôi không sao, người ta có câu rồi. Cái gì? Cái câu chuyện kiều câu đầu gì nhỉ? Đầu lòng. Đúng, đầu lòng hay là tố nga, Thu Thu là chị, Hồng Hồng là em. Mai tuyết có cách... đúng rồi, mai có cách tuyết tinh thần. Mỗi người một vẻ, 10 phân mệnh 10. Sao ngày xưa mình học văn ngu quá nhỉ? Mà thôi không sao. Đấy, nhưng nói chung là bây giờ giải thưởng có đúng 2 cái giải thôi. Chị đoạt giải hay là em đoạt giải thì cũng thế, đúng không? Hả? Đấy, đúng rồi. Ông bà ta ngày xưa đã dạy ấy là khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Chị em mình ấy là phải kết hợp với nhau để cho thi là phải thật tỉ mỉ để mà giành chọn cái vật thưởng này. Lấy hết, chị em lấy hết. Yeah. 3, 2, 1 bước đều bước ạ. Bước đi ạ, bước. Đây. Đi đứng kiểu gì đấy? Hả? Này nhá, đây là tập để đi thi nhá. Đi thi mà ngã ra đấy thì có mà nước đội quần lên đầu à? Ôi giời ơi, đang giờ nghỉ trưa, lôi nhau ra đây ra tập ai mà chịu được. Thật, làm việc cả sáng mệt lắm. Biết không? Ngáp vào miệng vào. Chuồi mũi nó bay vào mồm lúc đấy đi cấp cứu à? Hả? Khỏi thi nữa à? Hả? Còn bà Thu nữa à? Này nhá, có công mài sắt, có ngày nhận được kim cương. Thế chị có muốn nhận được kim cương không? Có. Thế chị phải mài đi chứ. Đúng. Thi xong cuộc thi này á, ông Hoàng chết với em. Lùi một bước, sóng yên biển lặng. Cái gì biển rộng trời cao nhỉ, quên rồi. Này, thi xong cái gì đấy? Tập tiếp. Nghiêm túc lên ạ. Nào, 3, 2, 1, bước đều bước ạ. Bước, đều bước. Bước, đều bước nào. Thu đi nhanh lên nào. Rời lên đi.
Dậy đi. Đi lại. Nào. Này, hoa hậu gì mà cứ nằm ngặt nằm ngưỡng như thế hả? Ngồi dậy xem nào. Dậy xem nào. Ngồi thẳng cái lưng lên ngay ngắn lên xem nào. Bắt đầu biết nghe lời rồi đấy. Ngáp nào cái mèo. Bây giờ ấy, mình sẽ tập cái vòng thi gọi là vòng thi ứng xử. Cái vòng thi này ấy, là cái vòng thi quan trọng nhất trong cái cuộc thi này. Cho nên là ấy, tập trung vào nhá. Mở to mắt tỉnh táo lên. Câu hỏi đầu tiên dành cho chị Trần Thu này. Nếu như mà chị trở thành quán quân của cuộc thi này thì chị sẽ làm gì ạ? Cái gì này? Trả lời nhanh, 30 giây trả lời. Em đặt quán quân em sẽ có rất nhiều tiền. Em sẽ đưa các bạn đi ăn lẩu, đưa các bạn đi shopping, mua chiếc váy mới. Thôi, trả lời như thế không mà toang à? Hả? Này nhá, dặn dò kỹ này. Khi đến cái phần thi này ý, thì phải trả lời về cái lợi ích của công ty, những gì mình đem lại cho công ty và cho cả xã hội nữa. Ví dụ như là nhá, em sẽ đi làm từ thiện này, hoặc là em sẽ lập quỹ vì người nghèo mang tên công ty, vân vân và vân vân, rất là nhiều thứ luôn nhá. Đúng. Cái này em trả lời được, trả lời rất là tự tin luôn. Anh hỏi em đi. Bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho Mỹ Hồng này. Mỹ Hồng. Dạ. Nếu như mà công ty đối thủ mời bạn sang làm việc với mức lương cao hơn thì bạn sẽ làm gì ạ? Cố lên. Thế không phải là trả lời là câu hỏi trở thành hoa hậu ai? Con bé này. Thi hoa hậu không phải là thi mầm non nhưng mà hỏi con một cộng một bằng hai à? Hả? Trả lời nhanh lên 30 giây. Thì đương nhiên là nếu như mà đi làm với mức lương cao hơn thì em sẽ sang công ty đối thủ làm rồi, bởi vì bây giờ con người đi làm ai cũng vì tiền mà, cho nên là ở đâu lương cao hơn thì mình làm thôi. Đúng. Mentor gì đấy? Anh bị mất trí nhớ à? Trong cái cuộc thi này anh là mentor chỉ dẫn cho em với chị Thu đi thi hoa hậu mà. Sự việc vừa qua là anh vừa nghe thấy câu trả lời của em và chị Thu xuất sắc quá nên là anh cảm động anh ngất đi đấy. Sắc này. Hả? Thế thấy bắt đầu đi thi hoa hậu à? Hả? Sắc cái gì? Tôi đã chiếm ngưỡng phần thi catwalk của các bạn, rất ấn tượng. Tôi đánh giá cao năng lực của các bạn. Còn bây giờ là phần thi ứng xử. Cậu Hoàng gọi tên ai thì người đó vào phòng tôi để thi. Dạ. Thí sinh đầu tiên mang số báo danh 069, Trần Thu. Cố lên. Đi nhá. Thay mặt ban giám khảo, anh xin gửi em bộ câu hỏi ứng xử. Mời em bốc bộ lá thăng và đọc to câu hỏi của mình. Dạ vâng, thì em xin phép em bốc ạ. Em chọn cái này. Em xin phép đọc to câu hỏi của mình ạ. Trước sự kiện nhân viên đi làm muộn, bạn hãy đưa ra giải pháp để giảm thiểu tình trạng này. Câu hỏi đơn giản đúng không? Em có 30 giây để trả lời, bắt đầu. Dạ. Trước thực tiễn nhân viên hay đi làm muộn, em có giải pháp là phải làm sao lấy lãnh đạo ra để làm tấm gương sáng, thôi thúc nhân viên đi làm đúng giờ, tạo ra được một môi trường vui vẻ hòa đồng để làm động lực cho nhân viên đi làm. Nếu có cơ hội để trở thành hoa hậu của công ty này thì chắc chắn em sẽ đi làm rất đúng giờ để trở thành một tấm gương sáng cho các bạn nhân viên khác nói theo. Em xin hết ạ. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Thật ạ. Chúc mừng em đã hoàn thành tốt bài thi của mình. Chúc mừng em. Em cảm ơn ạ. Vâng, em đi ạ. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 096, Mỹ Hồng. Cố lên. Ban giám khảo ạ. Anh rất là vui khi gặp được Hồng ở phần thi này. Vâng. Anh sẽ đưa cho em một số câu hỏi của ban giám khảo. Vâng. Mời em.
đọc ạ. Ờ đọc đi, em có 30 giây để trả lời đấy. Theo bạn, làm thế nào để giảm thiểu xung đột bầu không khí trầm lắng của các nhân viên khi công ty trả lương chậm? Em có 30 giây để trả lời, mời em. Dạ vâng, theo em để giảm thiểu đi cái sự xung đột cũng như là bầu không khí trầm lắng của nhân viên khi mà công ty trả lương chậm thì bên phía công ty chúng ta cần phải đưa ra lý do là tại sao mà chúng ta trả lương chậm để cho nhân viên được thấu hiểu và đồng cảm hơn với công ty. Bên cạnh đấy thì cần đưa ra những cái chương trình giải trí vui chơi để xua tan đi cái bầu không khí trầm lặng. Và đặc biệt là mình phải có những cái chính sách hỗ trợ đặc biệt cho những bạn nhân viên mà thực sự khó khăn khi mà được nhận lương chậm sếp ạ. Em đúng là nhân viên của anh, quá tâm lý, quá xuất sắc. Chúc mừng em đã hoàn thành tốt bài thi của mình. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Còn bây giờ ra ngoài và đợi kết quả nhé. Vâng ạ, em chào ban giám khảo. Chào em. Sao cái bọn này nó bôi dầu vào mồm hay sao mà nói phép nghe mượt thế nhỉ? Chẳng những lúc cãi mình, nói xấu mình, nghe mà chua chát. Chào các thí sinh. Sau đây là phần tuyên bố kết quả của cuộc thi Hoa hậu. Kết quả. Sau một thời gian diễn ra với không khí rất là hân hoan, hí hửng và tràn ngập tiếng cười. Dạ. Nhưng mà cũng không kém phần khẩn trương, nghiêm túc. Đấy. Và đặc biệt là rất là chuyên nghiệp. Và bây giờ mời hai thí sinh nắm tay nhau và chờ đợi kết quả của mình. Nắm. Và quán quân của cuộc thi này đó chính là La. Alo. Anh nghe. Anh Hà, sếp tổng có báo lại phía bên em là tạp chí của công ty mình không được chấp nhận các điều khoản. Thế nên chương trình tiêu hậu của công ty mình tạm dừng anh nhé. Anh báo lại với mọi người giúp em với ạ. Không thể như thế được. Em ơi, alo. Hoa hậu. Các em bớt giận. Các em lúc nào cũng là nhân viên xuất sắc nhất trong lòng của anh ấy. Các em chỉnh lại cảm xúc của mình được không? Anh sao? Anh sẽ mời các em đi ăn. Đi. Anh ơi, bớt đắng.